Tin giáo xứ Tân Thạnh Đông, thánh lễ thêm sức, bao đồng và rước lễ lần đầu tại giáo xứ Tân Thạnh Đông. Vào lúc 9 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2018, Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, xã Mục Xá Phận Phú Cường đã về giáo xứ Tân Thạnh Đông để ban bí tích thêm sức và trao mình Thánh Chúa cho các em rước lễ lần đầu trong hân hoan và vui mừng, mọi người, nhất là các em thiếu nhi đã chào đón Ngài một cách long trọng nhất. Cùng nhân lễ với Đức Cha Du Sê có Cha Chánh xứ phê Rô Nguyễn Thái Học, Cha Anh Tôn Hồ Ngọc Ẩn, Chánh xứ Tân Quy và hai cha dòng khác. Tham dự thánh lễ có 22 em được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần cùng người đỡ đầu và cha mẹ, 11 em tuyên xưng đức tin và cha mẹ, 38 em rước lễ lần đầu và cha mẹ, cùng khoảng 1.500 bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã giảng cho các em một bài thật gần gũi, thật yêu thương. Đức Cha đã hỏi các em về ơn Chúa Thánh Thần. Theo đó, ơn Chúa Thánh Thần đã được ban cho các con khi các con chịu phép rửa tội. Khi làm dấu thánh giá là các con cũng tuyên xưng Chúa Thánh Thần. Khi làm điều tốt hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần vì Ngài thương ban cho các con điều lành. Hãy tuyên xưng Chúa Thánh Thần và hãy ra đi. Ra đi tức là từ bỏ ý riêng của mình. Rao giảng tin mừng để ơn Chúa hằng ở cùng các con luôn mãi. Thánh lễ diễn ra trong khoảng 120 phút. Nắng nóng nhưng mọi người không cảm thấy mệt mỏi. Trái lại, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, đã nói lên niềm vui tươi hạnh phúc. Chúc cho các em và gia đình luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ khi tuyên xưng Thiên Chúa là cha luôn yêu thương hết mọi người, dẫu rằng người đó là tội nhân. Thánh lễ kết thúc ra phép lành trọng thể, chắc rằng sự bình an của Thiên Chúa ở với mọi người luôn mãi.